kính chào quý vị. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, trưa 3 tháng 6, chuyên cơ chở hữu tướng Australia Anthony Albanese và đoàn đại biểu Australia đã hạ cánh xuống sân bay nội bài. Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 tháng 4 tháng 6 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ hai tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền Australia David Hurley, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đoàn đại biểu Australia sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đóng chính thức, hợp hẹp giữa hai thủ tướng, hội đàm, trao đổi văn kiện, gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và giao lưu với đội bóng đá New Australia và Việt Nam dự chiêu đại chính thức. Dự kiến, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có một số hoạt động bên lề như tham quan, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Hà Nội, thăm trường Đại học RMIT, thăm trường quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội UNES. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ ngày 3 đến 4 tháng 6 sẽ tiếp tục góp phần củng cố tình cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Việt Nam Australia. Ngày 3 tháng 6, tại phim trường Đài Phát thanh truyền hình An Giang, Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức khai mạc liên quan âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2023. Sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức tháng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023. 23 chi hội, đoàn nhạc sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ các tỉnh. Thành phố tham gia sự kiện ở đây cũng dịp để các nhạc sĩ cả nước đến với An Giang vùng đất giàu bản sắc văn hóa của loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Khmer. Chăm đã gợi lên nhiều cảm xúc âm nhạc, đồng thời là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ một lần nữa chiêm nghiệm những giá trị âm nhạc truyền thống của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và hướng tới sự phát triển nền âm nhạc mới, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Theo ban tổ chức, gần 60 tác phẩm tham gia liên quan tập trung ca ngợi đảng, bác hồ, bác tôn, tổ quốc và đề tài biển, đó Việt Nam, thành tựu, phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Đức và người An Giang giàu truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa đặc sắc. Nhiều tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc dân gian các vùng miền, đặc biệt là âm nhạc dân gian các dân tộc trong khu vực. Cùng với đó, các chương trình như tọa đàm nghệ thuật sử dụng âm nhạc dân gian trong sáng tác hiện nay nhằm tìm ra các phương thức sáng tạo tác phẩm âm nhạc sao cho đồng điệu với hơi thở đời sống hiện tại và tôn vinh được bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian, cổ truyền các dân tộc, các hoạt động bên lề để các nhạc sĩ tham quan, tìm hiểu về văn hóa địa phương. Chương trình tổng kết trao giải vào tối 4 tháng 6 được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh An Giang. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu một cháu bé mắc kẹt trong thang máy do sự cố về điện ngày 3 tháng 6. Sáng cùng ngày, NTBK 11 tuổi trú ở thành phố Vinh, về nhà cô ruột ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An chơi. Khi ca di chuyển bằng thang máy thì điện bị cướp khiến nạn nhân mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh chỉ đạo lực lượng đến hiện trường để giải cứu cháu bé. Do bị mắc kẹt một mình trong buồn tối, nóng bức khiến ca quảng sợ. Chỉ 15 phút kể từ khi được điều động đến hiện trường, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra ngoài an toàn, không làm hư hại thang máy. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, tập đoàn sản xuất và lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời ga Jinken SDN BHD thông báo, doanh số bán hàng trong nước của công ty đã tăng gấp 2 lần. Theo số liệu nghiên cứu của tập đoàn này, năng lượng tái tạo sử dụng hiệu quả, an toàn và có chi phí thấp hơn 30% so với năng lượng điện thông thường. Tập đoàn Jitrolit Energy cho biết, tập đoàn này cũng chứng kiến sự gia tăng đột biến số lượng khách hàng tìm hiểu và ký hợp đồng lắp đặt tấm pin mặt trời. Theo đó, nhiều công ty, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gần đây đã chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm tới hàng nghìn ringgit dít tiền điện mỗi tháng. Ngoài ra, Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Malaysia, (MBI) dự báo nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời của các hộ gia đình tại nước này sẽ tiếp tục tăng những tháng tới, nhất là sau khi chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ chấm dứt trợ cấp điện cho các gia đình. Hãng hàng không lớp Thanh Dơ của Đức vừa quan tất việc mua lại cổ phiếu thiểu số của hãng hàng không ITA ngoài. Italy tạo động lực mới cho làn sóng hợp nhất trong thị trường hàng không đang bị phân mảnh của châu Âu, đem lại triển vọng tăng quy mô của các hãng hàng không quốc gia hàng trung. Giám đốc điều hành lớp Thang Dơ, Carsten Spa, cho biết sự thành công của doanh nghiệp hàng không phụ thuộc nhiều vào quy mô và khả năng kết hợp sức mạnh hoạt động của các thương hiệu. Do đó, việc hợp nhất trong ngành hàng không ở châu Âu là cần thiết. Bên cạnh việc mua lại cổ phần ITA, à, Lớp Thang Dơ đang cùng với Air France-KLM và chủ sở hữu British Airways đề nghị mua lại cổ phần của một hãng hàng không khác là TAB của Bồ Đào Nha, cũng ở trong tình trạng thua lỗ. Các nhà phân tích nhận định, trong những năm tới, thị trường hàng không châu Âu sẽ tiếp tục phân chia thành hai phân khúc, trong đó ba tập đoàn hàng không lớn gồm lớp Thang Dơ, Air France-KLM và IAG sẽ mua lại nhiều hãng hàng không quốc gia nhỏ hơn và những gã khổng lồ hàng không giá rẻ như Ryanair. Các hãng hàng không quy mô nhỏ nếu không được mua lại sẽ dần bị lụi tàn. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã trao tặng giấy khen đột xuất cho anh Nguyễn Trí Thành 41 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Phú Bình, thành phố Long Khánh, vì đã có hành động nhặt được tài sản trị giá gần 100 triệu đồng trả lại người đánh rơi. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 5, anh Nguyễn Trí Thành nhặt được một túi sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc địa phận khu phố 6, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Khi mở ra, anh Thành phát hiện bên trong có 3.700 đô la Mỹ, 5,5 triệu đồng, một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max, hai thẻ ATM và căn cước công dân mang tên Đào Thị Mỹ, anh 42 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Ngay sau đó, anh Thành mang toàn bộ tài sản trên đến giao cho công an phường Xuân An, tìm người đánh rời để trả lại. Sau khi tiếp nhận số tài sản trên, ban chỉ huy công an phường Xuân An đã phân công lực lượng tiến hành xác minh số tài sản trên là của chị Đào Thị Mỹ Anh. Nhận lại tài sản bị đánh rơi, chị Mỹ Anh bày tỏ xúc động trước hành động cao đẹp của anh Nguyễn Trí Thành. Trước đó, cũng tại thành phố Long Khánh, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, khi đang đứng bán thịt quay bên vỉa hè trên đường Hùng Vương, thuộc khu phố 3, phường Xuân Trung, chị Bùi Thị Phụng nhặt được túi bóng bên trong có 170 triệu đồng. Lập tức, chị Phụng đã báo lực lượng chức năng tìm chủ nhân đánh rơi túi tiền trên để trả lại là anh Nguyễn Thanh Dũng, ngụ phường Bào Xem. Sau đó, Trước sự chứng kiến của lực lượng công an, chị Phụng đã trao lại túi bóng chứa số tiền 170 triệu đồng cho anh Dũng. Thưa quý vị, từ thành phố Đông Hà, thủ phủ tỉnh Quảng Trị đi lên phía tây theo quốc lộ chính khoảng 60 km sẽ đến thị trấn Khe Xanh, huyện lỵ của huyện miền núi Hướng Hóa. Từ đây, tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh tây chưa đầy 60 km nữa sẽ đến xã Hướng Việt nơi có danh thắng thiên nhiên Tà Buồn. Cung đường từ Khe Xanh lên Tà Buồn cũng đi qua nhiều địa điểm được du khách ư khám phá dãy trường sơn hùng vĩ rất yêu thích như sân bay Tà Cơn, thác trên Vênh đều sa mù không hề ngoan ngôn khi nói danh thắng tà buồn là một bảo tàng thiên nhiên trưng bày kiến trúc của nước và đá tà buồn lưu giữ những gì tinh túy nhất của tạo tác thiên nhiên và của trời đất hòa quyện nhau một cách quyến rũ khó giải thích khi chìm ngưỡng thác nước hùng vĩ hang động với vũ đá tuyệt tác và trải nghiệm tắm thác ở đây du khách đều thấy mình chợt có cảm xúc thăng hoa cùng núi rừng miền tây quảng trị khu danh thắng tà buồn có một hang động và ba thác nước mà cư dân bản địa đặt tên là động tà buồn thác tà buồn một tà buồn 2 và tà buồn ba Tà buồn trong tiếng ru vân kiều có nghĩa là nơi có dòng thác từ núi cao đổ xuống. Ba con thác hùng vĩ cao hơn 35 m ào ạt xối những dòng nước trắng xóa từ đỉnh xuống khiến du khách ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp lộng lẫy của rừng đại ngàn Trường Sơn. Đi qua, chiêm ngưỡng từng thác nước tà buồn với những vách đá dựng đứng đều phong, dường như có cảm giác đang đi qua hàng ngàn năm lịch sử để chạm được vào, để kết nối với quá khứ. Đồng tà buồn có cửa rộng khoảng 10 m ăn sâu hơn 200 m vào lòng núi. Hang động chia làm hai phần, một bên là dòng suối trong veo, bên còn lại các bồi thành bãi rộng. Còn suối đoạn rộng nhất 4 đến 5 mét, nông sâu khác nhau. Thiên nhiên ưu ái kiến tạo lòng động với nhiều hình thù của thạch nhũ rất đặc sắc, độc đáo, vòng động cao và rộng như cung điện. Để di chuyển sâu vào bên trong động thông thường phải mang theo đèn binh mới quan sát kỹ được vẻ đẹp các thạch nhũ. Người dân địa phương kể rằng hang động này dài hàng cây số. Trong chiến tranh hang động là nơi trú ẩn của người dân địa phương và các đơn vị bộ đội chưa hết bỡ ngỡ với vẻ đẹp được thiên nhiên kiến tạo. Tiếp tục đi bộ khoảng hơn 200 mét để chiêm ngưỡng thác tà mùn một đổ nước theo một vách đá dựng đứng cao hơn 35 mét đổ xuống hồ ở chân thác. Dòng thác tuôn chảy qua các gờ đá tựa như suối tóc mây của nàng tiên nữ xóa buông giữa đại ngàn trường sơn xanh thẳm. Lội suối và đi bộ qua con đường mòn hiểm trở hơn 200 mét nữa là chạm vào thác tà mùn 2. Con thác ẩn mình trong rừng rậm nguyên sinh, với nguyên vẹn sự quan sơ như từ thở hồng quang, chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Cách thác Tà Buồn 2 hơn 200m theo đường chim bay về phía bắc là thác Tà Buồn 3. Con thác hiện có đường vào thuận lợi nhất trong hệ thống danh thắng Tà Buồn. Gửi ô tô, xe máy tại bãi trong xe ở khu tái định cư thôn trăng Tà Buồn. Du khách đi bộ giữa rừng men theo con đường đường rộng 50cm song song với dòng suối A sóc một đoạn dài gần 1km là đến được thác Tà Buồn 3. Trên đỉnh thác là những khối đá nhấp nhô nằm ngang khiến dòng suối khi chảy đến đây bị cản lại và chia thành nhiều dòng thác nhỏ đổ xuống hồ nước xanh như ngọc. Thanh âm thác đổ nghe như tiếng đạn đá giữa đại ngàn quà với tiếng chim rừng thánh thót ngân vang thành một bản quà tố thiên nhiên quyến rũ đến khó tả. Tà buồn ba là con thác đẹp và thơ mộng nhất, từ xa nhìn giống một dải lụa bạc mềm mại nổi bật trên nền rừng xanh thẳm. Mặt hồ nơi chân thác phẳng lặng, nước xanh trong và mát rượi, khiến du khách đặt chân đến đây không thể không bơi. Lăng quạt sử dụng phao tre nứa làm bè dạo hồ. Khu vực chân thác có bãi đá khá bằng phẳng, đủ chỗ cho hơn 500 du khách đến thưởng ngoạn, cắm trại nghỉ ngơi đến với tà buồn du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, được thư giãn bên dòng nước mát và những tán rừng xanh ngát sau những ngày dài mệt mỏi với công việc thường nhật. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.